Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn vừa tổ chức truyền thông về giảm nghèo năm 2023 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho các đối tượng là người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 15 xã thị trấn của huyện Tri Tôn. Các hộ nghèo, cận nghèo, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn 15 xã thị trấn của huyện Tri Tôn được thông tin các nội dung chính sách đào tạo nghề thuộc tiểu dự án 1 của dự án 4 phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn. Giờ đối tượng chính sách được hỗ trợ chi phí trong các ngành nghề đào tạo trên lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp, mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại khi học nghề, các chính sách liên quan đến giáo dục, y tế, dây vốn, đất ở, nhà ở. Bên cạnh đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn cũng tuyên truyền về một số gương điển hình tiên tiến trong thoát nghèo, thông tin về hỗ trợ người dân trong các thủ tục, nguồn vốn vay để xuất cảnh sang nước ngoài lao động tại một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc. Thông qua buổi truyền thông giúp người lao động, các hộ nghèo, cận nghèo nắm bắt được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, qua đó giúp người dân tiếp cận được với các hệ thống chính sách, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để vươn lên thoát nghèo bền vững.